Thưa quý vị và các bạn, với việc công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm học 2013-2014, kỳ thi quốc gia đầu tiên được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn thực hiện thí điểm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đã khép lại. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của cả nước là 99,02%, bổ túc trung học phổ thông là 89,01%. Nghệ An của chúng ta là 99,5% và 95,9%. Đúng như dự đoán thì của nhiều người, tỷ lệ đậu tốt nghiệp rất cao. Và ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố kết quả, dư luận và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã dấy lên những băn khoăn rằng với tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông như thế như hiện nay, thì liệu có cần thiết phải tổ chức một kỳ thi tốn kém, lãng phí như thế? Quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm trong chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề sau đây. Vẫn là cảnh phụ huynh chờ con hàng tiếng đồng hồ trước cổng trường thi. Dù năm nay áp lực của kỳ thi đã giảm đáng kể, nhưng sự lo lắng này nhanh chóng qua đi chỉ sau hơn 2 tuần. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông được công bố. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước là 99,02%, giáo dục thường xuyên là 89,01%. Và tỷ lệ này ở Nghệ An thì còn cao hơn, 99,5% đậu tốt nghiệp trung học phổ thông và 95,5% đậu tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông. Theo lý giải của ngành giáo dục, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông ở cả hai hệ đều đạt cao và cao hơn năm 2013 là hợp lý. Bởi năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương đổi mới toàn diện từ cách dạy, cách học, cách ra đề thi đến phương thức tổ chức thi. Cái quan trọng nhất ở đây chính là sự cố gắng của chủ động của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức việc ôn luyện. Đặc biệt sau khi có cái phương án chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo và các em đã dần làm quen với cái cách ra đề mới của Bộ. Vì vậy cho nên là theo tôi cái tỷ lệ tốt nghiệp năm nay nó đã phản ánh đúng được cái thực chất dạy và học của các nhà trường. Thay vì thi 6 môn, thí sinh chỉ phải thi 4 môn, trong đó có 2 môn được tự chọn. Điểm thi chỉ chiếm 50% điểm số xét tốt nghiệp. Phương thức công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thực sự đã giảm được áp lực cho học sinh. Cách ra đề thi theo hướng mở, các vấn đề mới, dư luận quan tâm được đưa vào đề thi, đã hạn chế được tình trạng thí sinh quay cóp sử dụng tài liệu. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi kết thúc các buổi thi, hầu hết các hội đồng thi phóng viên có mặt, không xuất hiện phao thi như những năm trước đây. Là người thường xuyên theo dõi sát sao những đổi mới của ngành giáo dục đào tạo qua các kênh thông tin, báo chí diễn ra hàng ngày, ông Dư Xuân Thiện, một cán bộ hưu trí ở xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, cũng đồng tình với đổi mới tích cực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm nay. Tôi cho rằng là cái chủ trương và là cái thi tự chọn là rất là hợp tình và hợp lý. Vì thế cho nên cái tỷ lệ không những là của Nghệ An nhưng mà nói chung cả nước, cái tôi là theo dõi trên đài trên báo chí thì tỷ lệ tốt nghiệp là đầu tương đối cao. Đó là một cái ưu điểm của cái là cái thi cử năm nay. Với học sinh của các trường có chất lượng giáo dục đào tạo tốt thì việc đậu tốt nghiệp trung học phổ thông trên 99% hay thậm chí là 100% là điều bình thường. Bởi nhiều trường học của chúng ta không chỉ có trong danh sách các trường đậu tốt nghiệp trung học phổ thông mà đậu đại học cao đẳng cao của cả nước. Tuy nhiên, với một số trường học khu vực miền núi, các trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên cũng đạt tỷ lệ trên 99%, khiến dư luận băn khoăn liệu kết quả này đã phản ánh đúng thực chất của các em. Thôi vỡ cái kết quả là gần 90-100%. Nếu như theo bản thân tôi thì tôi thấy cái kết quả là không đúng. Bởi vì ở đấy là các cháu có cha mẹ, các thầy có đầu tư bồi dưỡng, những cái số các cháu mà không được học một cách đầy đủ toàn diện cũng không toàn diện. Ngay khi các tỉnh thành và Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, dư luận trong cả nước đều băn khoăn với tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao của năm nay và cả những năm gần đây. Họ đặt câu hỏi, với tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao như vậy thì có nhất thiết phải tiếp tục tổ chức một kỳ thi tốn kém cho xã hội và nhiều sức ép cho thí sinh? Nếu như
tự chọn như năm 2014 thì có thể không tổ chức thi tốt nghiệp cho các cháu. Vì sao? Là một là ta tiết kiệm được cái lượng tiền rất lớn, hai nữa là nâng cao cái chất lượng giảng dạy của giáo viên có một cái chiều sâu, và riêng học sinh thì phải có những cái biện pháp làm thế nào cho các cháu có ý thức học. Học là phải thi, nhưng muốn mà một biện pháp mà nâng cao chất lượng tốt ý, thì thi phải nghiêm túc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông cao là điều đáng mừng nếu chất lượng giáo dục đã được nâng lên. Và đó là kết quả tất yếu phản ánh những chuyển biến tích cực trong giáo dục sau đổi mới. Tuy nhiên, tại buổi họp báo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 6, trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên các báo đài về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước đạt trên 99%, và với tỷ lệ đậu cao thì nên hay không nên duy trì kỳ thi quốc gia này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã nhận xét. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm nay chưa sát với chất lượng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng sẽ không bỏ kỳ thi này và khẳng định Bộ sẽ tiếp tục phân tích kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông năm nay để đưa ra giải pháp tốt hơn, tiếp tục đổi mới để kỳ thi nhẹ nhàng hơn, nhưng kết quả thì ngày càng phản ánh đúng hơn chất lượng giáo dục và khách quan hơn. Những thay đổi này là sự khởi đầu đầy quyết tâm của Bộ Giáo dục Đào tạo trong lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục quốc dân. Và dư luận xã hội, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh cũng tin tưởng và kỳ vọng lần đổi mới này sẽ mang lại những dấu hiệu tích cực trong cách dạy, cách học của các nhà trường, để từ đó có những kỳ thi nghiêm và chất hơn.